này thiện hiện, từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ, nếu từ vô lượng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là từ vô lượng, bi hỉ xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ, nếu bi hỉ xả vô lượng chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bi hỉ xả vô lượng. Này thiện hiện không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu không vô biên xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là không vô biên xứ. Thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ. Nếu thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi, phi phi tưởng xứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi phi, phi tưởng xứ này thiện hiện bố thí ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ nếu bố thí ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bố thí ba la mật đa tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ nếu tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa này thiện hiện pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ, nếu pháp không nội chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không nội, pháp không ngoại, pháp không nội ngoại, pháp không không, pháp không lớn, pháp không thắng nghĩa, pháp không hữu vi, pháp không vô vi, pháp không rốt giáo, pháp không không biên giới, pháp không tản mạn pháp không không đổi khác pháp không bản tánh pháp không tự tướng pháp không cộng tướng pháp không tất cả pháp pháp không chẳng thể nắm bắt được pháp không không tánh pháp không tự tánh pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ nếu pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp không ngoại cho đến pháp không không tánh tự tánh này thiện hiện chân như chẳng thể nhiếp thọ nếu chân như chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là chân như pháp giới pháp tánh tánh chẳng hư vọng tánh chẳng đổi khác tánh bình đẳng tánh ly sanh pháp định pháp trụ thật tế cảnh giới hư không cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nhiếp thọ nếu pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là pháp giới cho đến cảnh giới bất tư nghỉ này thiện hiện bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ nếu bốn niệm trụ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn niệm trụ bốn chánh đoạn bốn thần túc năm căn năm lực bảy chi đẳng giác tám chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ nếu bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là bốn chánh đoạn cho đến tám chi thánh đạo này thiện hiện thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ, nếu thánh đế khổ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thánh đế khổ. Thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nhiếp thọ, nếu thánh đế tập diệt đạo chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là thánh đế tập diệt đạo. Này thiện hiện tám giải thoát chẳng thể nhiếp thọ, nếu tám giải thoát chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là tám giải thoát. 8 tháng sứ, 9 định thứ đại, 10 biến sứ chẳng thể nhiếp thọ, nếu 8 tháng sứ, 9 định thứ đại, 10 biến sứ chẳng thể nhiếp thọ thì chẳng phải là 8 tháng sứ, 9 định thứ đại, 10 biến sứ